là dưỡng chất đóng vai trò chính trong việc vận hành các cơ quan trong cơ thể. Protein có vai trò vô cùng quan trọng trong hỗ trợ trong việc xây dựng cũng như đảm bảo tòa tháp dinh dưỡng trong cơ thể mẹ bầu. Vậy đâu là những thực phẩm cung cấp protein an toàn mà mẹ có thể bổ sung vào thực đơn hàng ngày? Hãy cùng tham khảo ngay 8 loại thực phẩm sau nhé. 1. Thịt gia cầm. Thịt gia cầm là thực phẩm giàu chất đạm cho bà bầu, đặc biệt là ức gà. Thịt gà rất giàu protein, các khoáng chất như sắt, canxi và các loại vitamin A, D, E, B1, B2 giúp mẹ bổ sung dinh dưỡng trong thai kỳ. Đồng thời, chuyên gia cũng cho rằng bà bầu nên chọn thịt gia cầm mà không có da để giảm chất béo không tốt cho sức khỏe. 2. Sữa và các chế phẩm từ sữa. Trong thời kỳ mang thai, cần cung cấp đủ nguồn thực phẩm giàu chất đạm cho bà bầu để đáp ứng sự phát triển của em bé trong bụng. Hai loại protein chứa trong sữa đó là casein và whey. Sữa là nguồn cung cấp protein và chứa lượng vitamin vô cùng phong phú như phốt pho, vitamin B, magie, kẽm. Nguồn thực phẩm từ sữa giàu protein như phô mai ít béo, phô mai tươi, sữa, sữa chua. 3. Đậu nành. Lượng protein có trong đậu nành có cấu trúc hoàn chỉnh và chứa toàn bộ những axit amin đầy đủ mà một cơ thể cần có. Các mẹ có thể bổ sung đạm từ đậu nành bằng cách uống một ly sữa đậu nành mỗi ngày. Theo nghiên cứu, một ly sữa đậu nành sẽ có thành phần khoảng 29g protein, vừa đủ hàm lượng đạm cần thiết trong một ngày dài. Ngoài ra, mẹ cũng có thể chế biến những món ăn đa dạng từ đậu nành để bổ sung và làm mới thực đơn dinh dưỡng mỗi ngày như cháo đậu phụ, tàu phớ, canh rong biển đậu phụ. 4. Cải bó xôi. Cải bó xôi là loại rau với hương vị thơm ngon có thể chế biến thành nhiều món như luộc, xào, salad. Theo nhiều nghiên cứu khoa học, cứ 180g cải bó xôi khi được nấu chín sẽ cung cấp cho các mẹ bầu lượng protein tới 5,3g. Do đó, có rất nhiều chuyên gia dinh dưỡng đã khuyến cáo chị em trong thời gian mang thai nên sử dụng loại protein có trong cải bó xôi để cung cấp nguồn đạm hoàn chỉnh nhất cho cơ thể. 5. Các loại thịt đỏ. Thịt đỏ cũng là nguồn thực phẩm giàu chất đạm cho bà bầu, cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết khác như là sắt, canxi. Tuy nhiên, mẹ bầu nên tránh ăn các loại thịt chế biến sẵn như là giăm bông, thịt sông khói và xúc xích vì thường có nhiều chất béo bão hòa và natri dễ gây tích trữ nước, gây phù khi mang thai. Nguồn thực phẩm từ các loại thịt đỏ như là thịt bò, lợn, dê, cừu. 6. Bơ. Bơ là một trong những loại thực phẩm chứa hàm lượng protein cao nhất với khoảng 40g protein trên 100g. Sẽ càng thêm chất lượng nếu bạn mua quả bơ về và xay xin tố bơ với sữa, sữa tươi hoặc sữa chua. 7. Đậu phộng, lạc. Đậu phộng và lạc rất giàu vitamin khi chứa tới 20g protein trên 100g. Đây thực sự là một món ăn vặt lý tưởng dành cho các chị em trong thai kỳ, thay vì ăn những món đồ ăn vặt có thể khiến bạn bị tăng cân như bánh ngọt, đồ chiên rán. 8. Trứng. Trứng là loại thực phẩm với nguồn protein dồi dào, đồng thời bổ sung nhiều yếu tố quan trọng cho sự hình thành và phát triển của hệ xương và não bộ thai nhi như là axit béo omega 3, choline, vitamin D, canxi, kẽm. Mỗi quả trứng chỉ cung cấp khoảng 90 calo nhưng lại cung cấp gần như mọi dưỡng chất cần thiết trong thai kỳ. Hy vọng với những chia sẻ trên, các chị em đã lựa chọn được cho mình những thực phẩm phù hợp để bổ sung vào thực đơn hàng ngày, cung cấp dưỡng chất cho quá trình mang thai. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh!